Rồi, như vậy là AC Rian đến từ màn hình máy của Tếu. Và một trận thi đấu mà tôi đang nhìn thấy là khá nhiều Yamato. Và trận thi đấu này quân chúng ta là Kahit AC Ia, và bên kia Ia Seng và Ia Rom. Alo. Vâng, không biết là bạn Bùi Kỳ còn theo dõi kèo đầu không nhỉ? Và bây giờ mình mới để ý khung chat của người anh em. Và bình luận viên vâng Game TV và có tình huống. Và bình luận viên Thái Bình mà không sao, và hiện tại thì anh em mình đang ở sân nhà và không hề xoắn. Và quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên của giải đấu thứ hai, tiếp tục trận thi đấu nữa mà bên kia có sự xuất hiện của một Seng trong tay vẫn là ông Văn Hưởng. Vâng, Seng Haya Rom là quân cầu thủ bên phía Game TV. Với mình là có hệ là AC Hitty và Kaya. Vâng, hai chém. Vâng, hai chém hay cùng cho đội hình của chúng ta. Và đây là màn hình máy Game Thủ Tiễu với bài đấu AC Rian. Rồi, thắp thép một AC Rian trong cánh nhà đẹp và thế bài cũng khá ổn. Điều quan trọng thì điểm đồ ăn. Vâng, đồ ăn của Game Thủ Tiễu thì mình cũng chưa thấy quá nhiều khi một bầy hươu đầu tiên, bầy hươu 5 cộng với một bãi quả cũng không phải đẹp. Vâng, và đây là máy của Game Thủ Văn Nhất. Đó, trận. Và thực sự trận thi đấu này thì về cách sắp xếp của quân trận thi đấu này của game thủ Aohe cộng Alonso thực sự là mắc binh. Và khi mà đang đẩy với cái thế mà AC và Hitty chúng ta là bài đấu trong cánh, và khả năng cao thì hai trận thi đấu này hai game thủ chúng ta sẽ là bài đấu rất dễ dàng có thể thủ cho nhau. Bằng hai thế bài gần nhau và khả năng cao còn có cái tình huống chung còn có chung cái cánh rừng giữa hai nhà cơ. Không biết từ hướng hay là có nếu như có cánh rừng thì khả năng là cánh rừng chung. Rồi, và đây là máy của thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, Katha Nian đầu cánh. Vâng, sắp xếp là mắc binh. Vâng, trận thi đấu này thì vâng, những chiếc nhà cứng thì có lẽ vâng, có lẽ những chiếc nhà cứng anh sẽ ưu tiên bo bế từ cái hướng từ trên 12 giờ xuống. Vâng, đây sẽ là BB và BM răng vẫn chiếc nhà BE. Đây sẽ là thế bài này thực sự rất tươi. Ở cả nhà chém và cả nhà cùng ta đều là một thế bài rất dễ dàng có thể cơ cấu vào bảo kê. Và đây là màn hình máy của Yamato. Vâng, Alonso trận đấu này có đôi vòi cầu về và đây là bầy hươu đầu tiên. Bầy hươu đầu tiên có biết tìm thấy cho mình bãi quà hay là thêm đồ gì chưa? Thời điểm này thì đồ ăn vẫn đang là không chưa được quá tươi. Vâng, thêm một đồ nữa cho nó khỏe khỏe đẹp nào. Rồi, như vậy là trên kia bãi quà. Và không biết khoảng 2.500 anh em đang theo dõi kèo đầu trên vâng fanpage Hoàn Mi chiều ngày hôm nay. Và không biết có anh em nào đang theo dõi mà anh em chưa like và chia sẻ cho game thủ ra không nhỉ? Vâng, không biết là có anh em nào chưa like và chưa share không? Anh em có thể chat lên khung chat được không? Và còn nếu như anh em chưa like và chưa share thì anh em có thể dành thời gian này có thể lực like ủng hộ cho game thủ của chúng ta. Đây là màn máy Yamato của game thủ vâng Ken Z. Vâng, trong đầu 10. Vâng, Alonso.
Rồi đây là máy Hoàng Mai Nhi. Alo, vâng, như vậy có lẽ thế là mình đầu tiên quay trở lại màn hình máy game thủ vâng Yamato đến từ Alonso. Đây trận đấu mà báo về là đối đang đối đầu với game thủ người cầm màu nam. Vâng, dĩ nhiên một trận đấu mà chúng ta đang là người bị mất một dần. Rồi tôi vừa thấy bóng. Vâng, tôi vừa thấy bóng con giò. Đâu tôi vừa thấy thoáng qua bóng con giò, không biết là của game thủ nào. Ở màu nam trận đấu này là bài đấu đánh với hai nhà BL đến từ U98 với bài đấu của Yamato. Còn cánh này thì Yamato của game thủ Alonso có một tình huống 1L và 1BP. Và nghĩ thần thi đấu này chơi 2L luôn cũng được. Rồi nhưng mà chơi chắc chơi vừa thủ nhẹ OP. Vâng, đang làm cái hốc ăn gỗ và ăn thực khá đẹp đến từ game thủ Alonso. Và rồi nó phải nói thêm điều tiên ta có tình huống và ăn được khai thác thêm bãi quả. Đây là màn hình máy của Hoàng Mai Nhi, rồi đang chơi vào nhà game thủ người cầm màu 7. Vâng, trận đấu hiện tại thì nhà game thủ Tiễu. Vâng, Tiễu đang là người tạm thời chạy nhẹ một tân dân. Vâng, 20. Vâng, tham lai của Tiễu thời điểm này là 26. Đây là màn hình máy game thủ văn nhất của ta. Vâng, 27. Vâng, một trận đấu mà tất cả vâng nhà bên phía Game TV là người lên đời rất sớm. Vâng, dường như những nhà chém bên kia đều là những bài đấu nó map khá tươi thì phải. Vâng, đi công khá sớm và những tên thi đấu mà vâng đi thẳng sâu vào ngay trong cánh những bài đấu đánh chủ lực của ra.